Thưa quý khán giả, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa hàng chục mm. Tại Đồng Tháp, dự báo lượng mưa đến ngày mai có thể đạt từ 50-90 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, gây bất lợi đến sản xuất nông nghiệp. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ từ 30-33 độ. Từ hôm nay đến ngày mai 12 tháng 7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%. Đỉnh điểm của nắng nóng là vào khoảng 13 giờ. Quý vị nên hạn chế ra đường hoặc lao động ngoài trời vào khung giờ này, cần trang bị trang phục chống nắng nhé. Khép lại một chuyện nắng chuyện mưa sẽ là phần dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.